À, dễ thương thì một 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 công đất như vậy là mình trồng được bao nhiêu cây vậy? Một công đất mình trồng được 100 cây. Bởi vì thanh long đó là xuất khẩu, còn thanh long này là không có xuất khẩu, mình nữ ra là mình không có vuốt. Không phải như mình mua ở chợ thì nó khác, còn mình mà được đi ngoài này, được tham quan cảnh cảnh đẹp, mà vườn đẹp, mà được ăn đồ ngon nữa, trái cũng đẹp, nói chung là tất cả đều tốt hết, im hết, rất ngon nha mọi người, gần hết trái luôn đó. Miếng cuối cùng nha mọi người. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và hiện tại thì mình đang ở dưới chân núi Dài Năm Giếng các bạn. Và cái địa điểm mình đang đứng là mình đang đứng ở phía dưới cái dồ Lucky. Và ở đây thì mình đang ở một cái khu vườn trồng thanh long các bạn. Và ở đây thì có cái chủ vườn ở phía đằng này nè. Mình sẽ lại và hỏi chú một số ý về cái thanh long các bạn. Chú có thể cho con biết chú tên gì không? Phan Thành Sự. Như thanh long của mình đây á chú, rồi chú trồng vậy đó là mình trồng mình gieo hạt hay là mình trồng cây hay sao chứ? Nó mình cũng trồng dễ chứ không có hạt, mà nhưng mà mình cắt cái nhánh ra thì mình để vô bầu, rồi chừng nào nó lên cái ngà kêu bằng cái cựa gà đó thì mình đem mình trồng. Thường thì từ lúc mình trồng cho tới lúc mình thu hoạch được trái là nó khoảng bao lâu hả chú? Cả khoảng 8 tháng. Yeah. Hiện tại thì cái vườn thanh long của mình là nó cả cái diện tích nó bao nhiêu hả chú? Diện tích nó khoảng chừng cả 3 công mấy à. Yeah. Vậy thường thì một 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 công đất như vậy là mình trồng được bao nhiêu cây? Một công đất mình trồng được 100 cây. Nhưng mình trồng thanh long á, cái chăm sóc của mình ở núi như vậy này thì nó có khó khăn gì không hả chú? Khó chứ, bởi vì trồng nó là cũng khó khăn, cũng như là gặp chẳng hạn là gặp ba cái vàng cây này kia đồ đó là nó cũng khó trồng hơn mấy cái khác, nó chịu hư là nó hư hết luôn. Như thanh long của chú hiện tại thì bây giờ nó đang chín vậy đó, thì có thương lái gì tới đặt mua gì chưa hả chú? Chắc cũng chưa, mà nhưng mình nói bây giờ rộ quá rồi ngưng lại thời gian rồi đem vô trong cửa khẩu của chồng thì bán cho thương lái ở trên miền á. Vậy thì thường là cái thanh long của chú là chủ yếu là bán qua phía bên Campuchia hết ha. Vậy thì các bạn thấy ở đây là đa phần ở núi Dài Năm Giếng này rất là nhiều người ta trồng hồng quân đó các bạn, như một đặc sản ở ở đây, nhưng mà riêng đối với chú là chú đã mạnh dạn để mà chú trồng thanh long. Mà mình quên hỏi nữa, thanh long của chú, chú ơi, thanh long của chú là thanh long ruột gì hết chú? Ruột đỏ. Dạ, long ruột đỏ. Như hồi nãy con thấy là trên mấy cái trái thanh long á là cái tai của nó không có được xanh giống như thấy mấy thanh long mình mua ngoài chợ, cái đó là sao chú? Cái giống nó khác hả chú? Bởi vì thanh long đó là xuất khẩu, còn thanh long này là không có xuất khẩu, nữ ra là mình không có vuốt, mà mình vuốt mình bán ở đây thì nó cũng như không vuốt vậy thôi. Đó. Thanh long ở đây đó là mình vuốt cái tay đó thì miệt ở cũng như Long An rồi nó vuốt cái tay đặng nó xuất khẩu, rồi còn cái dụng thì nó đem vô Vịnh Biên rồi nó bán thì nó cũng vậy thôi, còn mình đó thì mình không có xuất khẩu, mình để vậy, mình không có vuốt. Vậy xin phép chú cho con đi tham quan cái vườn thanh long chút hả chú? Bây giờ các bạn đi theo mình đi vào trong vườn thanh long của chú ha. Cái vườn thanh long mà nãy chú nói đó các bạn là nó gần 4 công. Và cứ một công đất như vậy là sẽ trồng là khoảng là 100 cây thanh long các bạn. Thanh long của chú là thanh long ruột đỏ và hiện tại thì nó đang vô vụ, nó chín rồi. Các bạn nhìn thấy những trái thanh long chín rất đẹp các bạn. Nhìn rất là bắt mắt, và một cái vườn thanh long của chú là rất là rộng, tới 4 công nè. Trồng rất nhiều. Thanh long mà trồng ở núi Dài Năm Giếng á, ở đất núi á, thì đó là một cái hiếm đó các bạn. Bởi vì là đa phần ở đây người ta thích trồng hồng quân hơn. Bởi vì khi người ta trồng hồng quân á, là người ta chăm sóc nó dễ hơn, người ta cũng không cần phải là chăm sóc
sâu bệnh này kia. Còn đối với thanh long đó thì cái việc chăm sóc của nó cũng hơi khó về cái thổ nhưỡng. Ở đây là đất núi nên là trồng thanh long ở đây đó là cũng rất là may rủi đó các bạn. Và đối với chú mà để trồng được cái vườn thanh long này thì cũng là một cái gian nan á. Các sản phẩm thanh long của chú bán ra ở đây đa phần là bán đi Campuchia. Và thanh long này là thanh long ruột đỏ ha. À, vườn thanh long với nhiều cây thanh long, các bạn đi một vòng với mình ha. Mình sẽ đi một vòng ở đây cho các bạn thấy các cây thanh long. Rất đẹp bạn ơi. Nếu mà các bạn nào mà có thời gian rảnh rỗi muốn check in vườn thanh long thì rất là đơn giản. À, vườn thanh long này nó nằm ở ngay ở dưới chân của núi Dài Năm Giếng và nằm ở phía bên ngọn đồi Lucky các bạn. Nếu các bạn đi tới đây, các bạn tới đình Thái Sơn, các bạn hỏi đường Công Binh và cứ theo đường Công Binh các bạn chạy vào tới ngã ba, các bạn rẽ trái thì các bạn sẽ thấy được cái vườn thanh long, rất nhiều trái thanh long ruột đỏ rất là đẹp luôn á. Nhìn trái thanh long này các bạn. Cây thanh long như vậy đó, các bạn thấy là nó sẽ có rất nhiều trái. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình gặp được cây thanh long đó các bạn. Các bạn đi lên trên núi các bạn cũng có thể thỉnh thoảng các bạn thấy được có những cây thanh long nó mọc ở trên những cái tảng đá trên núi. Nhưng mà để trồng thành một cái vườn thanh long như vậy thì chỉ có ở đây thôi các bạn. Ở đây trồng. Mình có nghe nói là ở trên núi Dài Năm Giếng cũng có người trồng nữa. Nhưng mà mình chỉ mới biết chỗ này thôi. Đến vườn thanh long này và check in. Và nếu có cơ hội các bạn có thể mua thanh long về để các bạn ăn. Thanh long ruột đỏ nha. Đặc biệt thanh long ruột đỏ. Vườn thanh long ruột đỏ ở chân núi Dài Năm Giếng các bạn, nằm ở dưới chân của cái dồ đá Lucky. Các bạn ơi, bữa nay mình đến cái vườn thanh long này là mình đi chung với một youtuber các bạn, youtuber của kênh là A Thiện TV. Và hiện tại thì A Thiện đang ở phía đằng kia đang hái một trái thanh long rồi các bạn. Hái một trái thanh long xuống rồi. Đó, giờ đây là đây xin giới thiệu cho các bạn, đây là youtuber A Thiện TV. Các bạn có thể đến đây để ủng hộ kênh. Và giờ A Thiện đang hái một cái trái thanh long này các bạn. Rất đẹp. Ăn thử miếng ăn. Nó rất là ngọt. Vừa đẹp, vừa ngọt, vừa ngon. Nhưng mà thanh long mà phải ăn như thế này mới được. Tại nếu mà giờ để quên, giải thác chút. Mình ăn mà mình dùng dao á, nó không có ngon lắm. Phải xé này nè, phải cắn này nè. Ngon, rất là ngon, rất là ngon.
vừa ngọt vừa ngon ha, và trái rất là đẹp. Mọi người thấy đó, trái rất là đẹp nha. Để ăn á, ngon thì mà rất là ngọt. Ăn hết trái luôn ha. Phải nói sao ta, mình được trải nghiệm ở ngoài vườn thế này rồi mà còn được nhà vườn tặng cho ăn thế này nữa, nó rất là sao đó, nó cái cảm nhận nó rất là lạ. Không phải như mình mua ở chợ thì nó khác, còn mình mà được đi ngoài này, được tham quan cảnh cảnh đẹp mà vườn đẹp, mà được ăn đồ ngon nữa, trái cũng đẹp, nói chung là tất cả đều tốt hết, im hết, rất ngon nha mọi người. Gần hết trái luôn đó. Các bạn nếu mà thích kênh của A Thiện TV thì các bạn có thể vào kênh A Thiện TV. Mình sẽ để lại cái biểu tượng của kênh A Thiện TV đây nè các bạn. Các bạn vào đây các bạn đăng ký và ủng hộ kênh của A Thiện TV ha. Lắm đẹp. Nói chung là ngon mọi người. Nếu mọi người có dịp thì cứ ghé vườn cây ăn trái ở huyện Tân Biên mình. Ở đây có cũng rất người, không nhiều người lắm để trồng thanh long. Do là ông bác ông nói là không phải gì mà trồng rất là khó. Tại vì giống thanh long cũng không dễ gì đối với vườn đất Tân Biên mình. Nó là như vậy. Nhưng mà được tới đây rồi, được tham quan, được thưởng thức tự tại vườn thì nói chung rất là đã mọi người. Rất là đã. Ăn hết rồi. Miếng cuối cùng nha mọi người. Một cái nữa. Rồi video clip của mình tới đây là kết thúc. Các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Được rồi.